Xin chào quý vị và các bạn. Đây là vườn cây của Hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Hôm nay chúng ta lại có dịp gặp nhau và giao lưu với Hợp tác xã. Và sản phẩm của Hợp tác xã thì ngày một phong phú và đa dạng. Và giá cả do cái số lượng rất là nhiều, Hợp tác xã cũng thường xuyên có những ưu đãi bà con để các con có thể giao dịch nhanh chóng. Đây là anh Hiệp. Xin chào bà con nhé. Hôm nay rất vui lại được tác nghiệp cùng với kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống của anh Quân. Và hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một số lô sản phẩm của bà con xã viên vừa mới chuyển về. Giá cả thì hôm nay cũng Trần Hiệp cũng có đối thoại với bà con là rất nhiều, và bà con đã thống nhất là đợt này cũng sẽ hỗ trợ và giảm giá thành một chút. Chúng ta bắt đầu từ cây tùng la hán này nhé. Cây rất là già. Cây này cũng là hàng chơi luôn rồi, không phải nắn thêm. Cái tùng la hán này thì cái hoành đo chỗ này này là 26 cm này. Chiều cao là 40 này, tàn bay là 45 này. Giá báo với bà con cây này là 1.700.000. Trần Hiệp cũng xin gửi lời bà con, có nghĩa là bà con lấy cây nào thì nhớ phải chụp ảnh qua Zalo cho Trần Hiệp gửi cho nó chi tiết cây về. Gửi cho nó 1.700.000. Một cây tùng la hán, cái vết cắt sạch đây này nó cũng biết được khá nhiều rồi này, các bác xem nhá. Cây cực kỳ già này, các xem độ già. Già lắm rồi. Cũng có cắt sạch để tạo độ cồn này. Cái giá cũ là 2T nhé, 2 triệu và có ưu đãi bà con còn 1.7 triệu thôi nhé. Rồi đây là một cây tùng này, tùng cối. Cái tùng này thì có cái hoành chỗ này, này là 11 cm này, chiều cao là 30, tàn là 50, giá 500k. Đây là một cây sứ. Một cây sứ này, cây sứ này có cái củ này rất đẹp anh em này. Giao lưu với bà con là cây sứ này cũng bằng 500k. 500k một cây sứ. Nói giật mình luôn. Hoa đẹp này. Giá rẻ giật mình luôn, một cây sứ đẹp như này. Các bác xem nhé, so sánh luôn để bàn tay các bác thấy này. Hoành 60 các bác nhé. Kích thước rất là lớn này. Hoành 60. Cao 60. Tán 35. Giá cũ là 800k. Ưu đãi bà con giảm xuống còn có 500k. 500.000 một cây hoa sứ rất là đẹp như này. Nuôi bao nhiêu năm mới được cái gốc rễ nó hầm hố như này. Hoa đẹp, bán chỉ có 500.000 thôi. Ồ. Giá rẻ bất ngờ nhỉ, cây sứ nuôi bao nhiêu năm mới được cây này. Chắc khó có thể kiếm được cây nào nó lại rẻ hơn thế. Linh Sam. Cây ninh sam hạt gạo. Cây này giá đây, hoành là 16 này, chiều cao là 30, tàn bay 60. Giá báo anh em là 1 triệu rồi nhé. 1 triệu để giảm nhiều thế. 1 triệu 1.500.000 còn 1 triệu các bác nhá. Cây này cũng chỉ việc chơi nhỉ, chơi thêm thời gian ngắn nó bỏ dây, không phải nắn thêm gì. Giá chỉ có 1 triệu. Các bác xem cái độ già nhé, cũng có cái chân đế nhé. Sam hạt gạo nói với anh em là đẹp lắm, này hoa nó ra kín này. Mà nuôi anh em biết là cái sam hạt gạo nó rất chậm lớn đúng không anh? Nó lâu lớn lắm. Sam hạt gạo có ưu điểm lúc nó ra hoa để kín tán luôn. Bác xem tiếp một cây sung. Cây sung này đường chuyển một thân nó như một con rồng nhỉ. Cây sung này thì có cái hoành chỗ này là đo chỗ cổ ở chỗ này anh em này, nhưng không đo rồi bệ này đâu nhá. Cổ này 22, chiều cao là 30, tàn từ bên này sang bên này là 50. Giá báo với anh em là 800k. 800.000 một cây sung. Rất là dị. Đường chuyển của thân rất là đặc biệt các bác nhé. Xem này, vặn xoắn như này, xoắn này đảo hướng này. Bây giờ lại tiếp tục đảo này. Bác xem tiếp một cây dưới. Cây dưới thì giới thiệu mấy bà con, cái hoành cổ là hoành chỗ củ này là 36 cm này, chiều cao là 30, tàn là 38. Giá thì báo với anh em là 700k. Và thống nhất với bà con là tất cả những cái kênh anh Huân đăng đợt này trên hợp tác xã là Trần Hiệp và bà con xã viên bao ship hết. 700k bao ship các bác nhá. Tất cả. Ồ, cây dưới đẹp thế này mà giá có 700k lại bao ship, cái gốc đẹp nhỉ, hầm hố nhỉ. Cái này cũng tán cũng chỉ vừa chơi này. Bác xem tiếp một cây bông trang. Đây, các bác xem kích thước này. Hoành 15 này, cao 38 này, tán 78 này,
Cây này báo anh em là 1 triệu nhé. Trần Hiệp dạ. Sẽ hỗ trợ anh em xuống hết này, 1 triệu. Quá bất ngờ luôn. Một cây bông trang đẹp như này. Rất là nhiều hoa các bác nhé. Tán thì được làm rất là đẹp, tự nhiên. Mà giá chỉ có 1 triệu. Cái cây tán rộng như này, lúc nó ra hoa thì rực rỡ. Bác xem tiếp một cây tùng cối. Cây tùng cối. Cây này 600k. 600k. Hoành là 11, cao 42, tàn 68, giá 600k. Bao ship cho anh em. 600k bao ship. Tiếp tục là một cây bông trang. Cây bông trang này 800k. 800k bác xem kích thước nhé. Hoành 9 này, cao 35 này, tán 80. Đang ra rất là nhiều hoa nhé. Các bác xem cái màu hoa của nó này. Nụ này. Linh Sam hạt gạo. Cây này đo chỗ này hoành là 14 cm này. Cao là 26, tàn bay là 78. Giá báo bay anh em cây này là 900k, bao ship tất. 900k bao ship các bác nha. Hàng đẹp, rẻ mà lại bao ship như này. Cái này bông tán cũng ổn rồi nhé. Bác xem tổng giá quá đẹp luôn. Bóng nhìn cũng được nhé các bác nhé. Cần thang này, cần cù thăng tiến. Tiểu cảnh là cần thang. Đây là có cái khay đựng nước nhé các bác nhé. Cây cần thang này giới thiệu với anh em là 800k. 800k tiểu cảnh cần thang. Các bác xem kích thước này. Hoành 10 này, cao 40 này, tán 80. Gốc rễ hầm hố này. Một cây ổi. Có cái đường chuyển của thân cũng rất là 600k. Hoành chỗ này là 28 này. Chiều cao là 40. Tàn 40, giá là 600k. Phần lớn là cây đều được anh Hiệp ưu đãi trong đợt này nhé. Giá đều điều chỉnh lại một cái giá rất là dễ chịu. Dưới gốc rất là dị này. Hoành 30, cao 30, tàn 36, giá 500k. Bác xem kiểu đường chuyển của thân rất là nghịch nhé. Và cây cũng tương đối già. Cái vết cắt giật nó đang bo sẹo rất là tốt này. Bác xem tiếp một cây linh sam. Cái này báo với anh em là 800k. Trần Hiệp sẽ hỗ trợ, phối hợp cùng bà con để hỗ trợ 800k. 800k nhá. Bác xem kích thước này. 1 triệu còn 800 nhá. Hoành 15 này. Hoành 15 cũng tương đối lớn các bác xem nhá. Ờ mà. Cao 28, tán 64 các bác xem này. Này cũng có chân đế nhá. Đoạn này cũng rất là côn các bác nhé. Giá thì hợp lý mà bà con. Có của để dành đây. Cái dành dành đẹp thế này có 500k. Cây hình dành dành đẹp, già. Đây. Cái này cũng là già của nó. Quăn quại. Bác xem. Ok. 500k. 500k bảo ship. Đây, cái chỗ này là chỗ gốm các bác nhé, chỗ đẹp. Hoành 20 này, cao 24 này, tán 32 này. Quá hữu nghị luôn các bác. Cây ruối. Ruối này. Cây ruối dáng trực văn nhân. Cây ruối thì 600k. 800 tiếp tục điều chỉnh. Còn 600 nhá. Hôm nay rất vui vì anh Huân đã xếp sắp về với hợp tác xã. Một trong những cây rất là già. Kênh rất uy tín trên thị trường Việt Nam và đem những cái niềm vui đến bà con. Thế Trần Hiệp cũng rất vui vì hôm nay là niềm vui nó tràn đầy nên phối hợp cùng với anh Huân này. Hỗ trợ đến với bà con. Các bác xem tiếp nhé. Các bác vừa thấy là anh Hiệp rất là vui cho nên bà con cũng được hưởng cái vui lây của anh Hiệp. Cũng được hưởng cái giá rất là ưu đãi. Một cái lồng vừng đẹp vừng này. Chậu đẹp thế này này. Hoành chỗ này là 24 này. Hoành 24 này. Để đo cho cổ anh em nhé. Cao là 36 từ đây lên này. Tàn bên này là 58 này. Giá báo với anh em là 1,2 triệu bao ship. Cũng rất là hợp lý rồi. Mà cây lộc vừng mà uốn nghệ thuật như này rất là hiếm các bạn lâu nhé. Lắm.
Vườn uốn nghệ thuật này rất là hiếm, được vườn thường thường hay để tự do. Cây uốn như thế này cũng rất là hiếm, cây này uốn đẹp đấy chứ. Trực hoành, thân trực thì hơi lắc. Thân hoành đường chuyển rất là đẹp các bác nhé. Ồ, có triệu hai cây này, gốc rễ cũng có các bác nhé. Được. Chân đế nó trải rất là hay các bác xem này. Còn đất này bới ra được đấy. Chân đế đẹp mà. Đấy, bỏ cái đấy, nó còn lộ ra còn đẹp hơn đúng không? Đấy. Đấy, chân đế nó trải đẹp quá. Trải như thế này, gốc to già nhé. Có triệu hai. Đã rồi. Giật mình. Đã quá ưu đãi luôn. Bác xem nó tiếp một cây dành dành nhá. Dành dành. Giá 500k. Giá 500k. Hoành 23 này. Tổng hành cho là 23 thôi nhé. Và con rồng dành dành biết là nó lâu, rất là lâu lớn này. Giá 500k. Thì gốc dễ cho này nó biết lại rồi nhé. Rất là đặc. Tổng dáng nó khá là đẹp mắt. Giá chỉ có 500 nghìn thôi. Bông trang. Bông trang hồng phấn. Nó đang ra rất là nhiều nụ và hoa đó nhé. Nụ này, hoa rất là nhiều. Giá cây này là 1 triệu 8 này. Hoành là 12. Cao 60, tán rộng 70. 1 triệu 8 được cây bông trang hoa rực rỡ. Các bác kia đầu tư vài cây này thôi, cả khu vườn nó sáng rực lên ngay. Cây sung, à cây này cũng quái nha. Cây này quá quái. Này. Xem có đường chuyển. Nó dẹt ra như thế này. Cây này giá 1 triệu các bác nhé. Hoành 42, cao 36. Tán rộng 40. Me này 500k, cái me đẹp. 500k. Đường chuyển quần quại có sen. Chân đế hay nha các bác nhé. Có chân đế nhé. Hoành 10, cao 30, tán 30. Giá 500k. Có xem đường chuyển này. Đường chuyển rất là hay các bác nhé. Rất là nhiều cái đường xoắn này. Có xem này. Lên nhé. Xuống này xoắn này. Xong lại xoắn tiếp này. Đảo hướng xong này, lại xoắn tiếp này. Và quan trọng là nhìn tổng dáng của nó rất là đẹp, rất là vui mắt. Đây là cái điều quan trọng. Mặc dù nó quái nhưng mà nhìn rất là đẹp, thuận mắt ưa nhìn. Một tác phẩm dưới này. Cây này cũng có cái gốc. Cây này dưới rất đẹp này. Hoành là 24 này. Cao là 32 này. Tàn là 48 này. Giá là 800k này. Tất cả những cái sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi đều công khai giá trên các kênh YouTube phối hợp cùng với bác Huân. Số đo sẽ ghi chi tiết cho anh em rồi. Các bác xem chỗ này rất là đẹp các bác nhé. Bông tán cũng ổn rồi nhé. Cái này bỏ hết dây rồi nhé. Bác chỉ cần làm thêm cho nó mịn thôi. Bông trang này. Đây trang vàng. Bông trang vàng. Hoa rực rỡ này. Cây này chỗ này là hoành là 13 sen này. Cao từ mặt chậu lên 46, tàn bay là 80 này. Giá báo anh em 1 triệu này. Những sản phẩm rất là đa dạng của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long và chương trình ưu đãi khách hàng đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào. Hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.